ngoài đường cơ sở. Các vùng biển này có quy chế pháp lý như lãnh thổ lục địa. Điều này có nghĩa là quốc gia ven biển. Xin chào thằng đại anh em. Năm lịch lịch mới giới thiệu với anh em về em Radio Vintage được về từ Mỹ nha anh em. Tôi với thương hiệu là Panasonic nha. Em này được full đài FM 108. Hàng về từ Mỹ rất là đẹp, đẹp trên 95%. Đây là model là RE 86280 made in Japan. Hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ. Nguồn điện 120V, như anh em xài 110, 100 đều ok. Đó. Máy được thiết kế vỏ nhựa giả gỗ rất đẹp ha. Mặt thì là nhôm phay màu vàng. Nút siken trắng sáng bóng rất đẹp. Hơn 200 hải lý, phạm vi và chế độ pháp lý các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam được quy định chi tiết trong luật biển Việt Nam. Dành thêm chút nữa con tâm hiểu. Rất là nhiều đài FM. Thưa quý vị và các bạn, tuân thủ việc ru trẻ ngủ là công việc của người phụ nữ. Chó thằng ạ. Hôm qua em thấy gì ở cảnh mà họ dở chị. Em full đài 108 bắt đủ đài Việt vâng, Nam. Vâng, vừa rồi là nhạc hiệu rõ nét. Đoán chương trình có trong chương trình sáng nay. Vâng, quý vị khán giả hãy tốt tiêu chí về giáo dục và đào tạo theo quy định. Nhìn chung trong 5 năm qua, mạng lưới trường lớp học trên địa bàn quận Chín Tầy tiếp tục được quan tâm đầu tư. Toàn quyện đã xây mới 190 phòng học, 40 nhà vệ sinh, hàng rào và nhiều hạng mục khác với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 75%. Thì không có lỗi chứ. Chắc mẹ và ảnh đang ở đâu nhà bà con chứ gì. Ép em. Thôi. Có tôn chính là bác ép nha. Ở nhà một mình chị buồn lắm. Chị thiệt là đọc luôn đang đà mồm chưa đã đúng không vào luôn. Vì vậy thì người dùng cần kiểm tra hệ thống ống xả, nếu phát hiện đường ống xả bị tắc nghẹt thì nên mang xe đến các trạm dịch vụ bảo cô những vào xuân đêm trong cổ mắt người yêu. Ta đã sưởi ấm tim em vào những giờ lạnh giá nhất của tâm hồn. Mùa thu năm 1966, Trần Minh Tiến. Đó là FM ha. Còn đây là chế độ AM. Việc làm nghĩa tình trong mùa dịch đã và đang đem đến cho mọi người. Máy còn rất là đẹp nha anh em. Chung tay chia sẻ cho các em. Các bạn khó khăn khi ấm lòng trong lúc khó khăn. Em. Đã là phân thấp. Vậy là tôi nhận ra là bị dữ lập đó hả? Trời ơi. Chắc tính ghê á. Mời quý khán giả nghe ca khúc Ngàn Mai Em Mê, sáng tác Thái Thịnh, trình bày Lê Hiếu, Subin Hoàng Sơn và To Liver. Ok, anh em có nhu cầu giao lưu, vui lòng alo trực tiếp với em ha. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908 617 0908 217-658. Vui chiều thăng khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nói chuyện gần. Lúc này trên vai anh có đủ thứ của đời lính, ngoài ba lô trang bị anh còn mang cả dư âm buổi đời, sáng về bên nét. Em bệnh viện về vì không nói được lời nào, cô xin nghỉ phép vài ngày ở. Trên 106 nè, 108. Những mật báo thì họ cũng chỉ bạn.
về mở tủ lấy tiền rồi lại đi. Ok. Chị nằm đây em, mà con quan tâm, không hề thấy gì đó. Lít. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại em nghĩ video clip tiếp theo. Chị nên nói gì đây hen? Là em bị tay ghe. Sao chị không cho em mới gọi cho ảnh hả? Phải cho anh biết là anh đã có con rồi. Chào anh em. Dạ cũng phải biết là mấy ngày nay